Chào mừng các bạn đã đến với channel Làm Giàu Ở Mỹ. Mình là Thắng. Hôm nay là ngày thứ hai và ngày hôm nay là ngày thứ 8 liên tục thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng. Cả hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều tăng trưởng đến ngày thứ 8 liên tục. Và đây là đợt chứng khoán Mỹ tăng trưởng mạnh nhất từ đầu năm 2024 cho đến bây giờ, hoặc là đến nếu người ta tính đến luôn từ tháng 11 năm 2023 cho đến bây giờ, thì đây cũng là đợt mà chứng khoán Mỹ tăng tăng trưởng mạnh và tăng trưởng liên tục trong 8 ngày. Ngày hôm nay ở trên thị trường chứng khoán Mỹ thì có những cái câu chuyện gì nổi bật? À, mình nghĩ tất cả những cái câu chuyện hiện giờ ở trên thị trường chứng khoán Mỹ đều không được nổi bật lắm, bởi vì là càng chỉ mọi người chỉ đang chờ đợi đến ngày thứ sáu tới đây, lúc mà Ngân hàng Dự trữ Trung ương họp ở Jackson Hole ở và sau cái cuộc họp đó thì Jerome Powell sẽ có những cái bài phát biểu, và quay có thể là những cái bài phát biểu của ông có chỉ rõ là Ngân hàng Dự trữ Trung ương sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 và cái mức giảm của họ là bao nhiêu, thì đó là cái sự mong đợi lớn nhất của ngày hôm nay. Hôm nay trên thị trường chứng khoán Mỹ thì nó cũng khá yên lặng, chỉ có một cái tin rất là chỉ có một cái câu chuyện rất là nổi bật, đó là cái câu chuyện về cổ phiếu AMD. Ngày hôm nay AMD đã tăng rất mạnh, và liệu cái sự tăng mạnh của AMD ngày hôm nay có gây ra một cái mối đe dọa mới cho Nvidia hay là không? Thì ngày hôm nay bài phân tích của mình sẽ thảo luận về cái chủ đề đó. Palo Alto Network là một trong những cái đối thủ cạnh tranh của CrowdStrike. Thì ngày hôm nay Palo Alto Network đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận. Họ là một trong những cái công ty khá là lớn ở trong cái nhóm Cyber Security. Như các bạn biết, CrowdStrike là cái công ty lớn nhất trong Cyber Security. Và đợt vừa rồi thì nó gặp khó khăn bởi vì một cái lỗi lầm về cái software của nó, cho nên là nó gặp cổ phiếu của nó đang giảm khá mạnh. Thì Palo Alto là một trong những cái đối thủ cạnh tranh lớn của nó. Và hôm nay Palo Alto Networks đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận. Thì sau bài báo cáo doanh thu lợi nhuận có vẻ như rất là tốt, cho nên là cổ phiếu Palo Alto hiện đang tăng trưởng, thì mình cũng sẽ chia sẻ cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của Palo Alto. À, như các bạn biết, McDonald's thì cách đây một vài tuần đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận và tình hình của nó thì không tốt, cho nên là cổ phiếu của nó giảm. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại có những cái dự báo là cổ phiếu McDonald's sẽ tăng, và từ đấy cho đến cuối năm 2025 sẽ là một cái giai đoạn rất là tốt cho cổ phiếu McDonald's. Thì mình chia sẻ cái bài phân tích này để nếu mà các bạn nào đang có ý định mua cổ phiếu McDonald's thì đây sẽ là một cái bài phân tích để giúp cho các bạn có thể có những cái quyết định đó. GM, một trong những cái công ty xe hơi hàng đầu của Mỹ, ngày hôm nay đã tuyên bố sa thải hơn 1.000 kỹ sư phần mềm. Và đây là những cái người kỹ sư bên Mỹ, người ta gọi là kỹ sư, những cái người làm việc salary, tức là những người làm việc full time và có những cái benefit từ công ty. Và đây là cái câu chuyện mà sẽ cho các bạn thấy là cái ngành xe điện nó đang như thế nào ở Mỹ. À, như các bạn biết á, thì là cái hội nghị toàn quốc của Đảng Dân Chủ đang được diễn ra ở Chicago vào tuần này. Thì ngày hôm nay cái campaign của bà phó tổng thống Harris đã có những cái tuyên bố á, là nếu mà bà Harris này thắng cử vào tháng 11 thì bà sẽ tăng thuế doanh nghiệp, và đây là cái mức thuế mà cựu tổng thống Trump đã giảm lúc mà ông vẫn còn là tổng thống vào năm 2000 năm một năm 2016 cho đến năm 2020. Thì ông đã giảm thuế doanh nghiệp rất là lớn, thì có vẻ như là bà Harris đã tuyên bố nếu mà bà được bầu chọn là tổng thống thì bà sẽ tăng thuế. Vì sao như thế? Và cựu tổng thống Trump thì ngày hôm nay cũng có những cái tuyên bố, nếu ông thắng cử thì ông sẽ bỏ 7.500 credit cho những người mua xe điện, và ông gọi đây là một cái khoản credit rất là ridiculous, rất là lỗ bịch, cho nên là ông tuyên bố là ông sẽ bỏ cái này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái mẫu tin này. Nhưng mà trước khi mà đi vào các cái mẫu tin chính của ngày hôm nay ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thì tình hình chung của thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay là như thế nào. Thì như các bạn thấy, S&P 500 và Nasdaq á, thì nó đã tiếp tục tăng trưởng ngày hôm nay, và như vậy thì nó đã có một cái đợt tăng trưởng liên tục dài nhất của năm 2024. À, và như các bạn biết, cả hai chỉ số này nó đều giảm đầu tháng 8, nhưng mà bây giờ thì nó đang quay ngược trở lại và nó đã tăng trưởng liên tục trong cả tuần vừa rồi. Và đây là ngày thứ 8 liên tục mà nó tăng trưởng, một kỳ trào lưu rất là hưng phấn ở trên thị trường chứng khoán Mỹ vào lúc này. Và những lúc như thế này là những lúc mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì là khi mà các bạn mua được các cái cổ phiếu các bạn mong muốn,
trước lúc mà nó tăng trưởng một cái trào lưu gần 7-8 ngày liên tục như vậy, thì cái cổ phiếu mà bạn mua được á, nó đã tăng giá trong một vài ngày rất là lớn như vậy. Thì đây là những cái thông tin rất là tích cực cho cái tài khoản đầu tư của mình cũng như là của rất là nhiều bạn trong cộng đồng của mình. Nếu mà các bạn mua các cái quỹ an toàn VOO, VGT và SMS thì ba cái quỹ an toàn đó nó cũng tăng trưởng liên tục 8 ngày vừa qua. Cho nên là các cái tài khoản đầu tư của cộng đồng mình, nếu mà các bạn theo dõi cái chiến lược an toàn của cộng đồng mình á, là các bạn chỉ đầu tư 90-95% tiền đầu tư của các bạn vào các cái quỹ an toàn này, thì các cái tài khoản đầu tư của cộng đồng mình đã có một cái kết quả cực kỳ tốt trong những ngày vừa qua, và hôm nay cũng là một cái ngày như thế. Thì S&P 500 ngày hôm nay đã tăng gần 1%, 0,97% là số chính xác. Dow Jones thì cũng tăng 0,6%, trong khi sàn Nasdaq, cái sàn công nghệ này thì tăng khoảng hơn 1,4%. Và đó là cái ngày thứ 8 liên tục cho S&P 500 và Nasdaq tăng trưởng. Kỳ hai cái nhóm công ty mà dẫn đầu cái sự tăng trưởng của ngày hôm nay đó là nhóm công ty công nghệ technology, và nhóm thứ hai là những cái mặt hàng consumer discretionary. Và cái chỉ số S&P thì bạn thấy nó đã tăng trưởng đến ngày thứ 8, và đây là cái đợt tăng trưởng dài hơi nhất kể từ tháng 11 của năm 2023. Sàn Nasdaq thì nó cũng tăng ngày thứ 8 liên tục, và nó nhờ vào cái sự tăng trưởng liên tục của Nvidia và Tesla. Chứng khoán Mỹ thì tiếp tục tăng trưởng bởi vì nền kinh tế thì có vẻ như vẫn tiếp tục rất là mạnh mẽ của Mỹ. Thị trường lao động thì cũng rất là khỏe mạnh bây giờ. Các cái chỉ số thất nghiệp đều giảm cả, và mức lạm phát thì cũng đã gần như là quay lại về mức tiêu chuẩn. Cho nên tất cả các cái chỉ số về các cái vấn đề macro ở trên thị trường chứng khoán Mỹ đang là một cái màu hồng rất là tươi sáng. Và bây giờ thì người ta chỉ đợi đến ngày thứ 6, lúc mà ông Jerome Powell có cái bài phát biểu, và trong cái bài phát biểu này ông sẽ khẳng định là, hoặc là ông sẽ đưa ra những cái ám chỉ và những cái ngôn từ để cho thấy là cái chuyện ngân hàng dự trữ trung ương cắt giảm lãi suất tháng 9 tới đây là rất có thể xảy ra, và cái mức cắt giảm thì chắc là có thể là cái mức trung bình mà mọi người đang mong đợi, đó là 0,25%. Thì nếu mà cái câu chuyện đó nó được confirm thì chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục có những cái ngày tăng trưởng rất là tốt, nếu như mà không có những cái bản tin nào lớn cả từ thị trường chứng khoán Mỹ. Và bây giờ người ta nói á, là kỳ câu hỏi hiện giờ các nhà phân tích đang xem xét không còn là liệu ngân hàng dự trữ trung ương có giảm lãi suất vào tháng 9 hay là không, mà cái câu hỏi là họ sẽ giảm bao nhiêu, họ sẽ giảm mấy phần trăm. Thì các nhà phân tích và các nhà kinh tế đang dự báo á, là 72% cơ hội là ngân hàng dự trữ trung ương sẽ giảm khoảng 0,25%, và trong đó 28% còn lại là cả cược họ sẽ giảm 0,5%. Mình á, thì mình tin rằng là họ sẽ giảm 0,25%. Các bạn có nghĩ họ sẽ giảm 0,5% không? Mình nghĩ là rất là khó để cho họ giảm được 0,5%, bởi vì tình hình bây giờ kinh tế và thị trường lao động đều rất là tốt, cho nên là không có lý do để ngân hàng dự trữ trung ương giảm đến 0,5%. Thật ra là mình cũng có một cái khoảng 10-15% là lo sợ là họ sẽ không giảm lãi suất, hoặc là họ sẽ có những cái ngôn từ rất là diều hâu và có khả năng là trì hoãn cái việc giảm lãi suất, bởi vì tình hình kinh tế và tình hình thị trường lao động vẫn đang rất là tốt, chưa có một cái dấu hiệu gì để họ có thể vội vàng cả. Cho nên là mình thì mình có một phần nhỏ 10 đến 20% là mình lo sợ cho cái khả năng đó, nhưng mà cái phần lớn thì mình nghĩ là họ sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 tại đây, và họ sẽ giảm 0,25%. Và các nhà đầu tư thì tuần này cũng chú ý đến những cái câu phát biểu và những cái tiến triển của cái đại hội của Đảng Dân Chủ đang được diễn ra ở Chicago cho tuần này. Và trong cái conference này á, thì là trong convention này á, thì bà Harris được dự báo là sẽ có những cái bài phát biểu về các cái chính sách chính của bà, đặc biệt là những cái chính sách về kinh tế. Thị trường chứng khoán Mỹ thì đang ở trong một cái giai đoạn rất là tốt, mà mình cảm thấy là không có một cái dấu hiệu gì để cho thấy là chứng khoán Mỹ có thể suy giảm và có thể giảm sụt cả, ngoài trừ những cái tin tức và những cái sự phát triển mà chưa thấy trước được. Chứ còn tất cả những cái chỉ số và
những cái tình hình của kinh tế cũng như thị trường lao động cũng như là lạm phát, tất cả các cái chỉ số có sẵn bây giờ thì đều cho thấy là chứng khoán Mỹ đang rất là khỏe mạnh và đang rất là tăng trưởng. Cho nên các bạn thấy ngày hôm nay không hề có một cái bản tin gì, cũng không hề có một cái câu chuyện gì nổi bật cả, nhưng mà chứng khoán Mỹ cũng tăng trưởng rất là khỏe mạnh, bởi vì mình thấy cái momentum bây giờ là nhà đầu tư đang rất là hào hứng và đang rất là tin tưởng vào tương lai của chứng khoán Mỹ. Và các bạn còn nhớ tuần trước á, mình có làm một cái bài phân tích về các cái quỹ đầu tư cá mập, tức là những cái quỹ đầu tư rất là lớn, họ có được rất là nhiều tiền. Thì tuần này và một hai tuần tới là những tuần mà các cái quỹ cá mập này vẫn tiếp tục đổ tiền vào thị trường chứng khoán, bởi vì thị trường chứng khoán Mỹ bây giờ nó có đang hội đủ hai điều kiện để cho những cái quỹ cá mập này bắt đầu đổ tiền vào. Cái thứ nhất á, là tình hình các cái chỉ số biến động ở trên thị trường chứng khoán Mỹ thì đang khá ổn định và ở cái mức rất là thấp. Nó đã giảm xuống dưới mức 15 rồi và có vẻ như là đang ở cái mức đó, không có một cái câu chuyện gì ở trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng như là thị trường chứng khoán toàn cầu gây làm cho thị trường trở nên bất động, trở nên biến động nhiều hơn cả. Cho nên cái chỉ số đó đang khá là thấp. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là chứng khoán Mỹ đang có một cái momentum để tăng trưởng, cho nên đó là hai điều kiện mà các cái quỹ cá mập này bắt đầu đổ tiền từ từ vào để mua thêm các cái cổ phiếu mà các cái quỹ này người ta vẫn đang ngậm, người ta đang muốn mua. Nhưng mà đến sau khi các cái quỹ này mua như vậy á thì nó sẽ đẩy chứng khoán Mỹ lên, và cái việc mà chứng khoán Mỹ đang tăng trưởng trong những ngày này thì nó không phải là một cái sự tăng trưởng dài hạn, bởi vì những cái ngày này nó không có các cái bản tin gì về các cái công ty cả, mà cổ phiếu của các cái công ty vẫn cứ tăng trưởng. Thì có nhiều khi những cái ngày tăng trưởng như vậy mình cũng hơi lo lắng, là bởi vì nó tăng trưởng mà không dính dáng đến cái tình hình tài chính và tình hình kinh doanh và lợi nhuận của công ty, thì những cái sự tăng trưởng đó nó rất có thể là những cái sự tăng trưởng ngắn hạn. Nhưng mà bây giờ chứng khoán Mỹ đang có một cái momentum như vậy thì nó vẫn tiếp tục tăng, thì cũng là một cái tin tốt. Nhưng mà cộng đồng mình phải chú ý á, những ngày mà chứng khoán Mỹ tăng mà không do một cái tin tức gì cả thì những cái khoản tăng trưởng đó có khả năng là chỉ là những cái khoản tăng trưởng rất là ngắn hạn. Nếu mà các bạn nhìn vào các cái cổ phiếu mà cộng đồng mình yêu thích thì Nvidia tăng ngày hôm nay đến 4,35%, AVGO tăng 1,2%, SMCI thì giảm được một chút, ARM cũng tăng được, TSM, AMD, AMD cũng tăng được 4,52%. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện của AMD. Và cái câu chuyện này á, thì có hai luồng phân tích hiện giờ ở trên thị trường chứng khoán. Một luồng á, thì thấy có vẻ nó rất là tốt cho cái cổ phiếu AMD này. Và đó là lý do vì sao mà AMD ngày hôm nay tăng trưởng 4,52%. Và một cái luồng ngược lại á, thì người ta nghĩ cái tin tức của ngày hôm nay nó rất là tốt cho AMD, thì như vậy nó có khả năng là sẽ gây ra những cái bất lợi và những cái mối đe dọa cho Nvidia. Nhưng như các bạn thấy là Nvidia ngày hôm nay cũng tăng 4,35%, ngang ngửa như là cái mức tăng của AMD. Thì vì sao lại có cái sự kỳ lạ như vậy? Nếu như mà cái cổ phiếu AMD này nó mạnh hơn thì đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nó là Nvidia nó phải suy yếu, mà vì sao nó lại không hề suy yếu một chút nào cả mà nó còn mạnh hơn giống như là cái cổ phiếu AMD? Mặc dù cái tin tức của AMD á, thì nó ngày hôm nay AMD có một cái sự kiện làm cho cổ phiếu của nó tăng trưởng tốt, nhưng mà Nvidia thì không có cái tin tức gì cả. Nhưng mà vì sao ngày hôm nay nó vẫn tăng trưởng thì chút xíu nữa mình sẽ giải thích cụ thể là vì sao như thế, cũng khá là thú vị. Tất cả các cái cổ phiếu công nghệ hầu hết ta đều tăng trưởng: Google, Microsoft, Dell, Qualcomm, tất cả đều tăng. Ba cái quỹ mà cộng đồng mình yêu thích là VOO tăng 0,96%, VGT tăng 1,39%, và SMS cũng tăng 1,88%. Ngày hôm nay một cái công ty mà báo cáo doanh thu và lợi nhuận là Palo Alto Networks thì nó tăng 2,77%. Thì chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ cái bảng báo cáo doanh thu và lợi nhuận của Palo Alto. Đây là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của CrowdStrike, bởi là các cái công ty mà dẫn đầu trong cái trào lưu cybersecurity này. Và đợt vừa rồi thì nó gặp rất là nhiều các cái rắc rối về một cái lỗi rất là nhỏ trong cái software của nó. Thì ngày hôm nay nó cũng tăng 1,61%. Cùng với là Palo Alto, cho nên công ty CrowdStrike thì có vẻ như là đã đi qua được cái giai đoạn vừa rồi. Cho nên đây là một cái dấu hiệu cũng khá tích cực cho cái cổ phiếu CrowdStrike này. Thì tất cả các cái câu chuyện hiện giờ ở trên thị trường chứng khoán Mỹ thì đều mong ngóng đến những cái bước tiến triển hoặc là những cái sự phát triển
của cái cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Trung ương ở Jackson Hole, và người ta đang phân tích, người ta đang mổ xẻ, người ta đang dự báo là ông Jerome Powell này ông sẽ nói những cái câu như thế nào, và tất cả các cái viễn cảnh, các cái scenario mà mọi người đang play á, thì là mình nghĩ là cứ nhai đi nhai lại rất là nhiều các cái viễn, các cái scenario khác nhau. Nhưng mà mình nghĩ để cái cách tốt nhất là cứ đợi cho đến ngày thứ sáu để ông này ông phát biểu ra là sao, thì sau khi ông phát biểu á thì mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn. Cho bây giờ mà những cái scenario mà các nhà phân tích ở trên thị trường cứ play out á thì mình thấy nó không có helpful gì cả, bởi vì đâu biết ông này ông sẽ đi theo cái hướng nào, cho nên là mình cứ phải chờ đợi mà thôi. Ngày hôm nay á thì là hầu hết các cái ngân hàng đầu tư ở Mỹ đều giảm cái khả năng mà nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Nhưng ví dụ đây là ngân hàng đầu tư lớn nhất ở toàn cầu, đó là Goldman Sachs, thì các cái nhà kinh tế trưởng của Goldman Sachs á, cũng đã đưa ra những cái dự báo và những cái bình luận là nền kinh tế Mỹ khả năng mà rơi vào suy thoái thì rất là thấp. Thì các bạn thấy đây, nó tăng, nó thay đổi rất là đột ngột, bởi vì cách đây chỉ mới 2 tuần á thì họ đã tăng cái xác suất kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Nhưng mà đến bây giờ á thì cái câu chuyện đó nó đã thay đổi gần như là 180 độ chỉ trong vòng chưa tới 10 ngày. Thì những cái bản báo cáo về tình hình kinh tế cũng như là những cái bản báo cáo về tình hình thất nghiệp nó mà thay đổi một chút thì là chỉ overnight là những cái câu chuyện và những cái sự lạc quan này nó cũng sẽ thay đổi theo. Cho nên là nếu mà nó đã đi được từ rất là tiêu cực sang rất là tích cực thì nó cũng có thể đi được từ rất là tích cực sang tiêu cực cũng nhanh như thế. Cho nên là thị trường thì đang nhảy lambada, nếu như là một vài bạn ở trong cộng đồng mình hay dùng cái từ này, thì là nó sẽ nhảy kiểu này, ngày mai nó cũng có thể nhảy, ngày một nó cũng có thể nhảy. Nhưng mà nếu bạn là nhà đầu tư an toàn và lâu dài thì bạn không có lo lắng gì về những cái nhảy lambada của thị trường trong những cái ngày ngắn hạn như thế này, bởi vì nó nhảy như vậy thì nó chỉ thay đổi ngắn hạn mà thôi. Ngày hôm nay nó nói rất là giảm, ngày mai nó nói rất là tăng, ngày một lại nó lại nói rất là giảm. Thì các cái thay đổi ngắn hạn này, nếu mà các bạn zoom out ra và các bạn nhìn trong một cái đường dài 10 năm á, thì các bạn thấy những cái ngắn hạn và những cái biến động ngắn hạn đó nó từ từ nó sẽ even out cả. Và thị trường chứng khoán Mỹ thì nó cứ tiếp tục tăng trưởng khoảng 11-12% mỗi năm như thế. Thì ngày hôm nay Goldman Sachs, các cái nhà kinh tế trưởng của nó cũng lên tiếng và cho thấy rằng là họ đã giảm cái mức độ, cái khả năng mà kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Từ trước đấy á, là họ dự báo là khoảng 20%, 25% là kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Và bệnh ngày hôm nay thì họ đã giảm xuống cái khả năng đó là từ 25% xuống chỉ còn 20% mà thôi. Và các bạn còn nhớ là chỉ 17 ngày trước đây thì cùng cái ông này là kinh tế trưởng của Goldman Sachs thì ông đã tăng cái khả năng kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong vòng 12 tháng tới là từ 15% lên 25%. Thì 17 ngày sau ông lại giảm từ 20% xuống 20%. Cho nên những cái sự thay đổi này nó xảy ra rất là nhanh. Thì mình phải theo dõi kỹ và theo dõi điều đặn cái tình hình ở trên thị trường chứng khoán Mỹ thì mình mới hiểu được những cái sự thay đổi này vì sao như vậy, và những cái thay đổi này nó có tốt cho chứng khoán Mỹ hay là không, và có khả năng nó ảnh hưởng đến những cái câu chuyện nào, những cái trào lưu nào cho cộng đồng của mình nếu mà cộng đồng của mình đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ theo cái chiến lược an toàn như thế này. Thì mình nghĩ khi một phần chứng khoán Mỹ tăng trưởng ngày hôm nay như vậy là bởi vì những cái nhà kinh tế trưởng của các ngân hàng đầu tư á, người ta tiếp tục có những cái tiếng nói tỏ rõ cái sự tự tin của họ vào nền kinh tế Mỹ là vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt. Mà kinh tế phát tăng trưởng tốt thì chứng khoán nó cũng sẽ tăng trưởng tốt. Cho nên ngày hôm nay khi cả cái chỉ số này nó tích cực và khá là lớn, Nasdaq nó tăng đến 1,4% và S&P 500 nó tăng đến 1%, thì đó là những cái mức tăng trưởng khá lớn. Một phần là cũng nhờ vào những cái dự báo về nền kinh tế của Mỹ của các ngân hàng, đầu tư lớn ở trên phố Wall này. Và đến khi mà người ta hỏi á, là vì sao cắt 17 ngày trước đây thì ông còn rất là lo sợ về nền kinh tế, thì bây giờ ông nói là cái đợt đó nó qua đi rất là nhanh, cái vụ mà carry trade đến từ Nhật đó nó qua đi cực kỳ nhanh, và bây giờ á, thì là tất cả các cái chỉ số về nền tảng của nền kinh tế á, từ doanh số bán lẻ cho đến là sức mua của người tiêu dùng, lòng tự tin của người tiêu dùng, cho đến là các cái chỉ số lạm phát và cho đến là thị trường thất nghiệp, tất cả các cái chỉ số đều chỉ rõ ràng á là nền kinh tế Mỹ vẫn đang rất là tốt, và
các khối doanh nghiệp trong các cái công ty mà niêm yết ở trên thị trường chứng khoán á, thì nó vẫn có doanh thu và lợi nhuận và vẫn có tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận rất là đều đặn, cho nên đó là những cái tín hiệu cho thấy là một cái nền kinh tế vẫn đang rất là khỏe mạnh và đang rất là tốt hiện giờ. Và cái bản báo cáo gần đây nhất là cái chỉ số về các cái ngành dịch vụ của Mỹ, thì cái các hoạt động của ngành dịch vụ của Mỹ cũng tăng trưởng. Tháng trước á, là cái chỉ số này nó chỉ 48,8 thôi, tức là dưới 50, là một cái mức mà người ta sợ là sẽ đi vào suy thoái. Thì đến tháng 7 cái con số này nó đã tăng lên là 51,4 và nó cao hơn 50. Mà cao hơn 50 thì là nền kinh tế đang đi vào cái giai đoạn mở rộng, cho nên nền kinh tế Mỹ có vẻ như là vẫn tiếp tục mở rộng. Như các bạn biết, nền kinh tế ở Mỹ thì nó được tạo thành thành hai nhóm, một nhóm là sản xuất và một nhóm là dịch vụ. Thì cái nhóm dịch vụ nó chiếm đến 3 phần tư của tổng nền kinh tế, 1 phần tư là nhóm sản xuất mà thôi, cho nên dịch vụ nó chiếm đến 75%. Thì khi mà cái nhóm dịch vụ nó mở rộng như vậy thì rất là có khả năng là nền kinh tế Mỹ cũng mở rộng và cũng tăng trưởng luôn. Tỷ lệ thất nghiệp thì vẫn rất là thấp, và dựa vào những cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của các cái công ty mà rất là có tầm ảnh hưởng ở nền kinh tế Mỹ giống như là Walmart á, thì cho thấy rằng là người tiêu dùng vẫn tiếp tục chi tiêu, mặc dù cái sự chi tiêu của họ thì cẩn thận hơn và họ không có chi tiêu quá tráng như những tháng những năm trước, nhưng mà họ vẫn tiếp tục chi tiêu và họ vẫn cảm thấy tự tin cho những cái khoản chi tiêu vào các cái mặt hàng thiết yếu của họ. Và tất cả các cái câu chuyện đó thì đều chỉ thấy rằng á, là nền kinh tế Mỹ nó vẫn đang đi lên một cách rất là khỏe mạnh và rất là tích cực, chứ chưa có một cái dấu hiệu gì là nền kinh tế rơi vào suy thoái cả. Cho nên đây cũng là một cái vẫn là một cái lời là một cái lợi thế để giúp chứng khoán Mỹ tăng trưởng trong những ngày sắp tới. Alright, bây giờ mình sẽ chuyển đi qua cái câu chuyện về AMD. Vì sao AMD ngày hôm nay tăng trưởng như vậy? Thì các bạn thấy AMD ngày hôm nay nó đã tuyên bố là nó mua một cái công ty gọi là ZT System. Và cái thương vụ này trị giá 4,9 tỷ đô la. Và khi nó mua cái công ty này thì coi như là một cái lời tuyên bố cáp. Nó làm hai cái tuyên bố. Cái tuyên bố thứ nhất á, là nó sẵn sàng đầu tư và sẵn sàng bỏ hết tiền của sức lực và của cải của nó để cạnh tranh đối đầu trực tiếp với Nvidia, và nó sẽ làm tất cả mọi thứ có thể được để nó mở rộng và nó nâng cao trình độ của nó để nó cạnh tranh trực tiếp với Nvidia và giành những cái thị phần từ Nvidia. Thì đó là cái lời tuyên bố thứ nhất, và đó là cái lời tuyên bố mà thị trường rất là thích, nhà đầu tư rất là thích, bởi vì bây giờ Nvidia nó bán được khoảng một năm 100 tỷ đô la cho những cái GPU, trong khi AMD là cái công ty đứng thứ hai mà nó chỉ bán được khoảng 4,5 tỷ đô la mà thôi. Thì AMD nó rất là nhỏ so với Nvidia, bởi vì nó rất là thiếu các cái năng lực về hardware lẫn software lẫn những cái service cho những cái con GPU mà nó bán cho các khách hàng của nó. Thì AMD nó khẳng định nhiều lần là nó sẽ sẵn sàng đầu tư và đầu tư rất là aggressive để nó có thể cạnh tranh với Nvidia và có thể lấy thị phần từ Nvidia. Bởi vì Nvidia chỉ cần mất khoảng 5% thị phần là AMD nó đã gấp đôi được luôn rồi. Bởi vì bây giờ nó bán chỉ có 4,5 tỷ một năm, trong khi Nvidia bán 100 tỷ cả năm. Nếu mà Nvidia nó giảm từ 100 tỷ xuống còn 95 tỷ, thì AMD nó đã lên được từ 4,5 lên 9,5, là nó tăng nhiều hơn gấp đôi nữa. Cho nên là nhà đầu tư của AMD rất là thích cái định hướng cực kỳ aggressive của nó, cho nên giá cổ phiếu của nó đã tăng trưởng tương ứng sau khi nó đưa ra cái tuyên bố này. Thì đó là cái tuyên bố cái message thứ nhất mà nó gửi qua cái đợt qua cái vụ mua lại này. Cái message thứ hai mà nó cũng gửi, và đây là một cái message mà mình nghĩ là nó rất là tinh vi, nó rất là sophisticated. Nó cũng thừa nhận rằng á, là từ bản thân nó thì không có đủ các cái capability, để không có đủ các cái khả năng để cạnh tranh đối đầu trực tiếp với Nvidia, và nó phải mua thêm những cái công ty khác, và những cái công ty khác sẽ mang lại các cái khả năng, đưa lại cho nó những cái khả năng để nó có thể cạnh tranh được tốt hơn, chứ bản thân nó thì nó không có đủ các cái khả năng để nó cạnh tranh trực tiếp đối đầu với Nvidia.
Và cái câu đó và cái message thứ hai đó là cái message làm cho nhà đầu tư càng tự tin hơn nữa về Nvidia, bởi vì AMD là cái đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nó, và ngay cả cái đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nó cũng phải thừa nhận là nó không có được cả cái cơ sở hạ tầng, không có được những cái dịch vụ, không có được những cái software, không có được những cái know-how để nó cạnh tranh trực tiếp. Muốn cạnh tranh trực tiếp được với Nvidia thì nó phải đi mua rất là nhiều các cái khả năng ở bên ngoài. Nhưng mà các cái khả năng ở bên ngoài á, thì cũng chưa chắc là có thể đối đầu được với Nvidia. Cho nên nhà đầu tư của Nvidia cũng rất là thích thú với là cái message này. Và họ đã có những cái phản ứng rất là tích cực cho cái cổ phiếu Nvidia. Cho nên các bạn thấy cổ phiếu Nvidia thì ngày hôm nay nó cũng tăng trưởng tương ứng với là cái mức tăng trưởng của AMD. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu chi tiết của các bạn. Thì AMD nó đã đồng ý mua cái công ty này, là một cái công ty server maker. Và chút xíu nữa mình sẽ giải thích cái server maker này nó có những cái loại nào và vì sao AMD nó lại quan tâm đến cái server maker này. Có tên là ZT System, và trong một cái thương vụ nó cả bao gồm tiền mặt và cả cái cổ phiếu của AMD, và nó có trị giá là 4,9 tỷ. Và khi nó mua lại cái công ty ZT này á, thì nó tăng thêm cái công nghệ về data center, và cái công nghệ này thì sẽ giúp nó đối đầu và cạnh tranh trực tiếp với lại Nvidia, bởi vì Nvidia đã có được những cái công nghệ này nó quá tốt rồi. AMD hiện tại nó không có cái gì cả, cho nên nó phải mua thêm các cái khả năng này, những cái cơ sở hạ tầng này, và từ đó nó sẽ xây dựng thêm để nó có thể cạnh tranh đối đầu với Nvidia. Thì ZT System thì nó ở New Jersey và nó sẽ trở thành một phần của cái AMD Data Center Solution Business. Và AMD sẽ giữ lại cái business design và customer team, và nhưng mà nó sẽ bán đi cái bộ phận mà sản xuất ra các cái server này. Tức là AMD nó chỉ tập trung vào cái mảng design và quan hệ khách hàng thôi. Còn cái mảng mà trực tiếp sản xuất ra những cái server này thì nó muốn bán đi, nó không muốn đi vào cái giai đoạn, nó không muốn đi vào cái mảng mà sản xuất ra các cái server này. Để mà cạnh tranh đối với là Dell hoặc là HP Enterprise, HPE, thì đó là hai công ty mà nó tập trung vào cái mảng sản xuất ra các cái server này, thì AMD nó sẽ bán đi cái phần Manufacturing Division. Và cái giá mua này thì nó cũng bao gồm một cái khoản trả là 400 triệu dựa vào những cái tiến triển trong tương lai 1-3 năm tới đây, bởi vì trong những cái thương vụ mua bán này á, thì thông thường là người ta không thỏa thuận được hết 100%. Thì bên này nói là của tôi là năm nay là sẽ đạt được doanh thu chừng này, nhưng mà AMD nói là vì sao năm ngoái chỉ 10 đồng mà năm nay là muốn đạt được 20 đồng, nói không nhưng mà tôi sẽ đạt được 20 đồng. Và thì AMD nói không sao, nếu mà năm nay chỉ đạt được 12 đồng á, thì giá của nó là không có 400 triệu này, nhưng mà nếu năm nay đạt lên được 18 đồng chứ đến 20 đồng thì sẽ có thêm 400 triệu này. Cho nên là đây là những cái khoản mà người ta nói là contingent, nó phụ thuộc vào cái performance của cái công ty này sau khi nó được mua lại. Và nhà đầu tư của AMD thì rất là vui mừng và vỗ tay tán thưởng cái deal này, và đã làm cho cổ phiếu của AMD tăng hơn 4,2% vào giờ buổi sáng. Và cái thương vụ này á, thì là AMD sẽ trả 75% là tiền mặt và 25% là những cái cổ phiếu của AMD. Cái công ty ZT này á, thì nó vẫn là cái công ty private và nó có rất là nhiều kinh nghiệm làm ra những cái server cho các cái computer, và đặc biệt là những cái công ty mà nó sở hữu những cái rất là large data center. Và đây là cái loại khách hàng mà nó đã đổ rất là nhiều tiền vào cái AI capability hiện giờ. Và cái người CEO của AMD là Lisa Su á, thật ra mình rất là thích bà này, nhưng mà mình nghĩ là mình rất là thích bà này, và mình nghĩ bà này thì rất là giỏi, bởi vì bà đã từng leo lại AMD để cho nó trở thành một cái đối thủ cạnh tranh rất là hiệu quả với Intel. Trước đây là nó còn nhỏ hơn Intel nữa, nhưng mà bây giờ thì nó đã vượt qua Intel, nó trở nên lớn hơn Intel rất là nhiều nữa, là cũng nhờ vào cái bà Lisa Su này. Và bà này thì có vẻ như là bà rất là ngoan cường, mặc dù bà thua bây giờ với Nvidia, nhưng mà bà không chấp nhận thua cuộc, và những cái con chip GPU của bà sản xuất ra thì không bằng được Nvidia, nhưng mà cũng chiếm được những cái thị phần nhất định chứ không phải là không. Thì bà tuyên bố là AI là một cái công nghệ mà chuyển đổi cuộc sống quan trọng nhất hiện giờ trong vòng 50 năm vừa qua,
Và đây là cái ưu tiên chiến lược hàng đầu của AMD. Và ấy, sau khi nó mua lại công ty này á, thì bà nói là công ty sẽ ngay lập tức là sẽ đưa vào kết hợp hai cái cơ sở hạ tầng này. Và những người kỹ sư mà AMD đang có thì hiểu rất là rõ những cái thách thức trong việc thiết kế và quản lý những cái system mà nó cực kỳ là high performance và high density ở một cái scale rất là lớn. Và bà thì như vậy thì các bạn thấy là bà mua là bởi vì bà mua cái know-how của những cái người kỹ sư của cái công ty này nữa, bởi vì những người kỹ sư này đã họ đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này rồi. Chứ mà bây giờ bà muốn xây dựng lên cái cơ sở hạ tầng này mà bà phải tuyển dụng rất là nhiều người á, thì nó mất một cái khoảng thời gian rất là lâu để AMD có thể xây dựng cái khả năng này. Trong khi bà mua lại cái công ty này thì bà mua được hết luôn cái nguồn nhân lực của cái công ty này, và họ sẽ giúp bà phát triển nhanh hơn, chạy nhanh hơn để đưa các cái công nghệ của họ có thể cạnh tranh trực tiếp với Nvidia. Và công ty á, thì là rất là rõ ràng là muốn cạnh tranh trực tiếp với Nvidia. Và những cái công nghệ mà AMD mua lại được từ GT á, nó sẽ đưa vào những cái công nghệ về mặt software cũng như là về cái khả năng về mặt hardware, và nó sẽ có thể so sánh được với là cái sự rộng lớn của Nvidia và những cái con chip của Nvidia. Thì các bạn thấy ở đây AMD là cái công ty đứng hàng thứ hai trong việc sản xuất ra những cái con graphic processor này, và nó đã bỏ ra hơn 1 tỷ đô la trong 12 tháng vừa qua để nó phát triển và nghiên cứu và phát triển cái ngành này. Trong tháng 7 vừa rồi á, thì công ty cũng mua một cái startup khác gọi là Silo AI cho 600, với một cái giá 665 triệu, để nó đưa tăng thêm những cái khả năng mà nó xây dựng các cái model AI này cho các cái sản phẩm của nó. Trong cái đợt mua này á, thì AMD nó sẽ giữ lại khoảng 1.000 người kỹ sư từ công ty GT này. Và bởi vì AMD không muốn cạnh tranh với là Dell Technology với là SPE, cho nên nó sẽ bán cái lĩnh vực sản xuất của các cái data server này, giống như lúc nãy mình nói. Cái công ty này thì có khoảng 22% thị phần cho những cái graphic designer này, và nó có được các thị phần đó là nhờ vào những cái đối tác của nó là OpenAI và Microsoft. Thì ở đây là một cái câu quan trọng, cái deal này á, cái thương vụ này thì cũng giống như là một cái lời thú nhận của AMD rằng á, là họ rất là thua xa về cái khả năng họ cần để có thể cạnh tranh được trên cái thị trường AI này với các cái đối thủ rất là lớn của họ. Cho nên là họ thừa nhận là về mặt công nghệ họ đứng đằng xa, rất là xa về Nvidia. Để có được các cái công nghệ này phải mất họ một cái thời gian rất là lâu dài để họ có thể tự build lên được. Cho nên là họ phải mua lại các cái khả năng này. Đó là một cái cách để họ đi nhanh hơn, để họ có thể phát triển nhanh hơn và cạnh tranh tốt hơn với công ty Nvidia này. Thì bạn thấy ở đây á, là các cái GPU này á, thì AMD nó đã bán được khoảng 4,5 tỷ, trong khi Nvidia thì bán được đến 100 tỷ, cho nên cái phần của AMD nó vẫn còn rất là nhỏ. Và Nvidia á, thì là nó có kỳ khả năng của nó thì nó trải dài trên tất cả những cái mặt. Nó vừa cung cấp những cái con chip rất là powerful, nó vừa cung cấp những cái solution về networking, về server, về software và về service, và tất cả làm cho cái chuyện mà sử dụng cả cái con chip và những cái dịch vụ của Nvidia là cái quan trọng và cái dễ dàng nhất. Thì AMD dưới cái sự lãnh đạo của cái bà Su này thì AMD rất là sẵn lòng và rất là cam kết là nó sẽ phát triển các cái khả năng mà hiện giờ nó chưa có được. Nó sẽ mua lại, ví dụ các bạn thấy nó mua lại cái công ty Silo AI đó, bây giờ nó mua lại cái công ty GT này, cái công nghệ nào, cái khả năng nào nó chưa có thì nó sẵn sàng mua lại, nó đầu tư mua lại để nó có thể phát triển cạnh tranh với là cái khả năng của Nvidia cũng trên một cái phạm vi rất là rộng như vậy. Cái gì mà nó chưa có thì nó sẵn sàng mua lại và học hỏi để nó phát triển và để cạnh tranh đối đầu với Nvidia. Và các bạn thấy á, là AMD nó bây giờ thì vốn hóa của nó đã lên đến là 240 tỷ, và nó đã vượt, nó gần hơn gấp đôi cái đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nó là Intel. Và các bạn còn nhớ là cách đây khoảng 10 năm là Intel là thống trị trên cái thị trường này.
AMD lúc đó chưa là cái gì cả, nhưng mà bà Lisa Su này, bà join vào AMD và bà từng bước một giúp AMD vượt qua được Intel, và bây giờ thì AMD nó to hơn gấp đôi Intel, thì mình nghĩ đó là một cái thành công rất là đáng kể của bà này, cho nên mình rất là khâm phục cái bà này. À, thật sự mà nói là như vậy, nhưng mà mình nghĩ cạnh tranh được với Nvidia á thì không hề đơn giản chút nào cả, và mình nghĩ trong vòng 3 năm tới thì chắc là vẫn rất là khó để cho AMD cạnh tranh. Nhưng mà nếu bà này bà vẫn liên tục phát triển và bà liên tục cải tiến và cứ tiếp tục nâng cao được cái khả năng của bà á, thì mình nghĩ một cái thời gian dài hơn 5, 7, thậm chí là 10 năm thì bà AMD nó sẽ đuổi gần hơn, chứ không phải là đuổi kịp, nó đuổi gần hơn Nvidia, còn bây giờ thì nó vẫn cách rất là xa. Thì bạn thấy trong cái bài phân tích này, thấy cho bạn thấy được á là cả AMD và Nvidia đều hưởng lợi trong cái câu chuyện này, và ngày hôm nay thì nó tăng được 4,52% sau khi thị trường đóng cửa thì nó giảm đi một chút, trong khi Nvidia thì cũng tương tự như vậy, nó tăng được 4,35% sau khi thị trường đóng cửa thì nó cũng giảm đi một chút. Thì đó là cái câu chuyện của AMD. Mình xin chuyển qua một cái câu chuyện tiếp theo là của Palo Alto Network. Đây là một trong những cái công ty rất là quan trọng trong cái nhóm Cyber Security, và đây là một cái công ty khá là quan trọng trong cái nhóm này á, thì CrowdStrike là cái công ty dẫn đầu, nhưng mà đợt vừa rồi nó gặp những cái khó khăn. Thì ngày hôm nay Palo Alto Network nó đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận, và nó có một cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận khá tốt, cho nên cổ phiếu của nó tăng 2,77% sau khi thị trường đóng cửa thì tăng thêm 2,29% nữa. Và nếu mà các bạn xem cái cổ phiếu này từ đầu năm đến giờ thì nó tăng được khoảng 16,44%, một cái mức tăng trưởng gần giống như là S&P 500. S&P 500 thì bây giờ cũng tăng khoảng được 15%. Nếu như mà các bạn nhìn cái đối thủ cạnh tranh của nó là CrowdStrike thì các bạn sẽ thấy là CrowdStrike nó tăng trưởng lớn hơn rất là nhiều, bởi vì đây là cái công ty lãnh đạo trong cái trào lưu này. Từ đầu năm đến giờ thì công ty này nó đã bắt đầu giảm rồi, các bạn thấy nó đã mất đi cái sự tăng trưởng rồi. Nhưng mà nếu các bạn chỉ tính đến cái lúc mà trước khi cái vụ đó xảy ra thì nó đã tăng từ là 273 đồng lên đến là 393 đồng, tức là nó tăng khoảng 160 đồng. Nó tăng khoảng 70-80% trước khi mà nó có cái vụ đó xảy ra. Nhưng mà bạn thấy sau khi đó thì nó bắt đầu nó từ từ nó leo lên lại này. Khi mà cái vụ đó nó xảy ra thì nó xuống gần dưới đáy là 218 đồng, nhưng bây giờ thì nó đã bắt đầu từ từ nó leo lên lại được 266 đồng rồi. Thì mình nghĩ đấy cũng là một trong những cái cổ phiếu mà được xem là cổ phiếu value, bởi vì nó bị một cái vụ như vậy nó làm cho cổ phiếu sụt giảm một cách nghiêm trọng. Nhưng mà một cái lỗi như vậy á, thì nó không thay đổi được cái bản chất của công ty, cho nên á, là lúc trước trước đấy là mình cũng để tâm có thể mình muốn mua thêm về công ty này hay là không, nhưng mà sau đó thì bận rộn quá cho nên là mình cũng không có để tâm nhiều. Thì bây giờ có vẻ như là nó đã tăng thêm được gần 50 đồng từ cái lúc mà nó giảm xuống rất là sâu. À, sau khi mà cái vụ đó xảy ra thì nó cũng đã tăng lên lại được gần 50 đồng rồi. Để qua trong 5 ngày vừa rồi á, thì nó tăng được bao nhiêu? Trong 5 ngày vừa rồi thì nó tăng được là 11,46%. Thì cái bài báo cáo của Palo Alto Network nó tốt như thế nào mà làm cho cổ phiếu công ty này tăng? Thì cái thứ nhất á, là doanh thu của quỹ vừa rồi á, thì nó tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, và nó đạt được là 2,19 tỷ. Và như vậy thì nó cao hơn cái mức mà các nhà phân tích đang ước đoán là khoảng 2,16 tỷ, cho nên là nó đạt được doanh thu. Lợi nhuận của nó cũng đạt được. Trong cái bài phân tích này thì người ta không nói rõ lợi nhuận là của quỹ vừa rồi, nhưng mà lợi nhuận của nó thì cũng cao hơn cái mức ước tính của các nhà phân tích. Đó là của quá khứ. Còn trong tương lai á, thì nó expect là năm này doanh thu của nó sẽ được là 9,10 cho đến là 9,15 tỷ, trong khi các nhà phân tích thì đang dự đoán là khoảng 9,11 tỷ. Thì như vậy các bạn thấy trung bình của hai cái này á, là khoảng 9,12,5 tỷ hoặc là 9,13,5 tỷ, thì như vậy là cao hơn cái mức 9,11 này, cho nên là lợi nhuận doanh thu của nó cũng tăng cao hơn là cái mức ước tính hiện giờ. Lợi nhuận của nó thì nó ước tính là 6,18 cho đến là 6,31 đô la trên mỗi cổ phiếu, và cái mức ước tính hiện giờ là chỉ 6,19 mà thôi. Thì các bạn thấy tính trung bình hai cái này lại á, thì nó cũng phải là 9,25, 6,25, thì nó cao hơn 6,19 là cái mức ước tính hiện giờ. Cho nên là cả doanh thu và lợi nhuận tương lai mà nó dự đoán thì đều cao hơn cái mức mong đợi của các nhà phân tích cả. Cho nên một cái bản báo cáo mà cho thấy á, là doanh thu và lợi nhuận trong quá khứ cao hơn là
sự mong đợi của nhà phân tích, doanh thu và lợi nhuận trong tương lai cũng cao hơn cái sự mong đợi của các nhà phân tích, thì như vậy cái cổ phiếu của nó tăng trưởng là cái câu chuyện rất là hiển nhiên, và đó là cái sự tăng trưởng bền vững. Bởi vì bạn tăng trưởng khi bạn tăng được thu nhập và tăng được lợi nhuận, thì cái việc tăng trưởng đó nó sẽ bền vững với bạn. Bạn không phải tăng trưởng là do những cái thông tin ở bên ngoài hay là do những cái câu chuyện về macro ở trên thị trường chứng khoán, thì những cái khoản tăng trưởng đó thì có khả năng nó sẽ ngắn hạn hơn. Nhưng mà đây là cái lý do tăng trưởng tốt nhất khi mà một cái công ty nó tăng trưởng cái doanh thu và lợi nhuận như vậy. Và ngoài ra ngày hôm nay á, thì nó cũng thông báo là nó sẽ mua lại 500 công ty cổ phiếu, nó sẽ bỏ ra 500 triệu để mua lại các cái cổ phiếu của nó. Thì đây cũng là một cái, người ta gọi là một cái vote of confidence, một cái sự thể hiện một cái sự tự tin á, là công ty tin tưởng rằng giá cổ phiếu hiện giờ của nó đang được bán ở mức thấp hơn giá trị thực tại của công ty, cho nên nó mới bỏ ra một cái số tiền rất là lớn để nó mua lại các cái cổ phiếu. Và khi nó mua lại cổ phiếu như vậy thì nó sẽ giảm số lượng cổ phiếu hiện giờ đang lưu hành ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Mà cái số lượng cổ phiếu giảm mà cái market cap nó không giảm, thì giá mỗi cổ phiếu nó sẽ tăng tương ứng. Thì đây cũng là một cái tác động khá là tích cực cho cái giá cổ phiếu của những cái công ty khi mà họ quyết định bỏ tiền ra để họ mua lại các cái cổ phiếu hiện giờ của họ. Thì đó là cái bản báo cáo. Và bây giờ mình đang rất là tiếc, là hơi tiếc chứ không phải là rất tiếc, là những hôm trước á, khi mà mình nói là mình canh canh mình mua cái CrowdStrike này mà chưa kịp mua, chưa có cơ hội mua, thì bây giờ thấy giá cổ phiếu của nó trong khoảng mấy ngày vừa rồi thôi, khoảng 2 tuần vừa rồi, thì nó đã tăng lên khá là nhiều rồi. Bạn phải chỉ cần quên 2 tuần thôi, đang có ý định là sẽ sang cái cổ phiếu này để mua thêm, nhưng mà sau 2 tuần thì bận rộn với SMCI, bận rộn với Nvidia, bận rộn với Dell và những cái khóa học cho các bạn hội viên kim cương, thì bây giờ quên luôn cái cổ phiếu này, cho nên là chưa có cơ hội để mua cái cổ phiếu này. Thì nó đã tăng lên một phần nữa rồi, nó đã tăng lên khá nhiều nữa rồi. Luôn tiện nhắc đến các bạn hội viên kim cương, thì nếu như mà các bạn muốn tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương của mình, thì ở đây các bạn sẽ thấy có một cái nút join, và ở đây thì các bạn sẽ tham dự được vào cái chương trình hội viên kim cương của mình ở đây, và nó sẽ tốn các bạn là 20 đồng mỗi tháng. Nhưng mà ngược lại á, thì bạn sẽ học được những cái khóa học chuyên sâu của mình. Thì hiện giờ mình đang có những cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu, những cái khóa học về tài khoản hưu trí, tài khoản Roth IRA, đây là cái tài khoản hưu trí tốt nhất ở nước Mỹ, tài khoản đầu tư cho con của bạn, đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu cho cổ tức để cho lại bạn những cái khoản lợi nhuận ổn định hàng tháng. Thì đây là một cái chiến lược mới mà mình giới thiệu ở trên cộng đồng của mình. Từ trước đến giờ trong channel của mình thì chỉ tập trung vào chiến lược đầu tư tăng trưởng mà thôi, growth investment, tức là đầu tư vào các cái cổ phiếu tăng trưởng như là VOO, VGT và SMS. Thì bây giờ mình giới thiệu thêm một cái chiến lược đầu tư nữa, đó là đầu tư để cho lại bạn được những cái khoản tiền lời ổn định hàng tháng. Và đây là cái chiến lược mà nó phù hợp cho các bạn ở độ tuổi 60, 65 tuổi, các bạn lúc đến tuổi nghỉ hưu, thì các bạn phải bắt buộc phải kết hợp cả 2 chiến lược, chiến lược tăng trưởng và chiến lược ổn định, thu nhập ổn định. Nhưng mà mình thấy là trong cộng đồng của mình cũng rất là nhiều người muốn đầu tư theo cái chiến lược thu nhập ổn định này, mặc dù các bạn còn rất là trẻ, ví dụ có những bạn 35, 40 tuổi, nhưng mà cũng muốn mua các cái quỹ trái phiếu và các cái quỹ cổ phiếu ăn cổ tức để có được những cái khoản thu nhập hàng tháng. Thì mình không hiểu vì sao là các bạn lại muốn, mặc dù các bạn còn khá trẻ, mà các bạn lại muốn đầu tư để ăn lợi nhuận hàng tháng sớm như vậy. Thì chắc để một lúc nào đó trong cái khóa học này á, mình sẽ phân tích thêm là những người nào thì nên theo đuổi những cái chiến lược đó. Thực ra là mình nhớ là bài học thứ hai của mình á, mình cũng đã bắt đầu phân tích cái chiến lược đó, bài học số 2, thì mình nói là những yếu tố cơ bản của cái chiến lược này là gì, ai nên đầu tư vào cái chiến lược này, và những cái lợi ích của việc đầu tư vào cái chiến lược này, tức là mua các cái quỹ trái phiếu như vậy. Thì cộng đồng mình cũng có nhiều người quan tâm đến quan tâm đến cái chiến lược này, thì mình muốn giới thiệu một cái khóa học để cho cộng đồng mình có thể kết hợp được cả 2 chiến lược tăng trưởng và chiến lược đầu tư để có lợi nhuận ổn định hàng tháng, để mình có thể có được cái kết quả tốt nhất trong cái việc đầu tư của mình. Ngoài ra mình cũng giới thiệu một cái khóa học mới á, là tiền hưu, tiền già, Medicare và Medicaid, bởi vì cái channel của mình là tập trung giúp cho cộng đồng người Việt chuẩn bị cho cái cuộc sống hưu trí sau này và tích lũy một cái tài khoản hưu trí được khoảng 1-2 triệu đô la, để lúc mà các bạn về hưu á, thì cái tài khoản hưu trí đó nó sẽ cho các bạn những cái số tiền rất là tốt để các bạn có một cái cuộc sống hưu trí thật là thoải mái và đủ và thành đạt.
Và khi các bạn đến tuổi hưu trí rồi á, thì các bạn sẽ phải đối diện với những cái việc như là tiền hưu từ sở an sinh xã hội, tiền già từ sở an sinh xã hội, Medicare, bảo hiểm sức khỏe của các bạn lúc đó phải là Medicare. Nếu mà không có được Medicare thì phải có Medicaid. Thì tất cả các cái chủ đề này nó cũng là những cái chủ đề rất là quan trọng cho cái cuộc sống hưu trí sau này. Mà gần đây khi mà mình làm những cái bài học về đấy á, thì có nhiều bạn rất là trẻ, chỉ mới có 37, 40 tuổi mà cảm thấy đấy là những cái bài học rất là bổ ích, bởi vì những cái bài học này giúp các bạn biết trước chuyện gì sẽ xảy ra lúc bạn đạt đến cái tuổi 65 tuổi hoặc là 62 tuổi, thì những cái câu chuyện gì sẽ xảy ra để cho bạn có những cái bước chuẩn bị ngay từ bây giờ, để lúc bạn đến 62, 65 tuổi á, thì bạn sẽ có những cái kết quả tốt nhất có thể được. Còn nếu bây giờ bạn không có chuẩn bị đến năm 62, 65 tuổi á, bạn mình ngỡ ra là chờ mình đâu có làm những cái việc đó đâu, bây giờ thì đã quá trễ rồi, thì lúc đó thì đã rất là muộn rồi. Cho nên là khi mà các bạn gia nhập vào cái chương trình hội viên của mình, thì đây là những cái khóa học mà mình nghĩ là nó rất là tốt và cho tất cả mọi người trong cộng đồng của mình, để các bạn có thể hưởng lợi được và thử sử dụng các cái khóa học này một cách hiệu quả nhất, những cái kiến thức này một cách hiệu quả nhất để cho bạn những cái kết quả tài chính tốt nhất. Ngoài những cái khóa học chuyên đề đó, thì khi bạn trở thành hội viên kim cương á, bạn cũng có thể xem được những cái bài phân tích chuyên sâu của mình. Ví dụ đợt vừa rồi thì mình làm những cái bài phân tích chuyên sâu cho cái cổ phiếu Nvidia ngắn hạn và dài hạn, mình cũng làm những cái bài phân tích chuyên sâu cho Dell và cho SMCI. Trong tuần này và tuần tới á, thì mình sẽ làm thêm các cái bài phân tích chuyên sâu về những cái cổ phiếu chưa hẳn là cổ phiếu công nghệ nhưng mà cộng đồng mình cũng quan tâm rất là nhiều, đó là những cái cổ phiếu như là Costco, Walmart, Chipotle, Starbucks và Eli Lilly. Đó là những cái cổ phiếu mà mình rất là muốn làm phân tích chuyên sâu trong 2 tuần tới. Thì mình đang làm một hai cái bài phân tích chuyên sâu như vậy rồi. Mình hy vọng tuần này mình sẽ post được một hai cái bài phân tích chuyên sâu như vậy để cho các bạn trong nhóm hội viên kim cương có thể tham khảo thêm, nếu mà các bạn muốn diversify cái danh mục đầu tư của các bạn. Ráng biểu vì cộng đồng của mình thì mua rất là nhiều, bản thân mình cũng mua rất là nhiều các cái công ty công nghệ và những cái công ty AI, nhưng mà cái đó thì cũng có một cái lợi thế, một cái đó thì nó cũng có một cái nhược điểm. Nếu mà thị trường sụt giảm nghiêm trọng á, thì những cái công ty công nghệ và những cái công ty AI nó sẽ ảnh hưởng nhiều nhất. Cho nên mình cũng muốn tìm cách để cân bằng cái danh mục đầu tư của mình, có những cái cổ phiếu mà nó không phải là công nghệ và không phải là AI, như là Costco, như là Walmart, như là Eli Lilly, để cho cái danh mục đầu tư của mình nó đa dạng hơn. Và một cái danh mục đầu tư mà đa dạng hơn á, thì nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ bền vững hơn, đặc biệt là trong những lúc mà thị trường suy giảm. Cho nên mình cũng muốn làm thêm những cái bài phân tích chuyên sâu như vậy cho các bạn hội viên kim cương, để các bạn có thể có được những cái kiến thức như vậy, nếu mà các bạn cũng muốn làm cho cái danh mục đầu tư của các bạn nó đa dạng hơn và nó mạnh khỏe hơn. Thì hy vọng các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên kim cương của mình. Mình biết các bạn nó sẽ tốn các bạn 20 đồng, nhưng mà mình tin chắc về các bạn á, cái giá trị kinh tế và giá trị tài chính mà chương trình hội viên kim cương của mình mang lại cho bạn á, nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều so với cái khoản chi phí rất là nhỏ bé, chỉ 20 đồng mỗi tuần, mỗi tháng mà thôi. Rất là nhiều bạn hội viên kim cương ở trong channel á, thì cũng đã nói á, đây là cái khoản đầu tư mà họ cảm thấy là xứng đáng nhất, xứng đáng đến từng cái penny, và nó rất là tốt cho tình hình tài chính của các bạn. Thì hy vọng các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình đó để ủng hộ mình thêm một chút nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Alright, và mình sẽ đi đến cái bản tin tiếp theo, đó là McDonald's. Thì như các bạn biết là McDonald's đợt vừa rồi thì gặp khá nhiều khó khăn, khi mà những cái bài báo cáo của nó hầu như là không được tốt lắm, cho nên cổ phiếu của nó cũng khá tăng, cũng khá giảm sút. Các bạn thấy từ đầu năm đến giờ thì cổ phiếu McDonald's giảm 3%. Thì như vậy so với S&P 500 tăng 16% á, thì đây là một cái khoản đầu tư rất là dở nếu như mà các bạn mua McDonald's từ đầu năm cho đến bây giờ. Bạn mất đi một cái lợi nhuận cơ hội đến 19-20%, bởi vì 16% từ S&P 500 cộng mất thêm 3% nữa là bạn mất đi gần 19% chi phí cơ hội. Nhưng mà gần đây á, thì là McDonald's có vẻ như bắt đầu tăng trưởng ngược trở lại và có những cái dấu hiệu khởi sắc. Thì những ngày hôm nay đã có những cái nhà phân tích dự báo rằng á, là cái cổ phiếu McDonald's nó sẽ bắt đầu tăng ngược trở lại. Và đây là một cái cổ phiếu mà nó sẽ tăng trong suốt 10 năm tới. Những cái nhà phân tích này thì rất tự tin là bởi vì cái chiến lược mới của anh của McDonald's á, sẽ giúp nó thu hút được nhiều khách hàng đến với cửa hàng của nó hơn. Như các bạn biết, McDonald's á, thì gần đây nó quay trở lại về cái chiến lược giá trị, tức là nó muốn các cái sản phẩm, những cái thức ăn của nó á, thì có giá vừa phải để nó có thể thu hút một cái lượng khách hàng đến nhiều hơn. Và các cái suất ăn và các cái phần ăn của nó thì cũng đủ tốt, đủ nhiều
để cho cái giá trị đó nó là một cái giá trị tốt. Cho nên với cái chiến lược đó, và gần đây nó giới thiệu một cái sản phẩm mới là một cái buổi ăn sáng, một một cái phần ăn trị giá 5 đô la, và nó có một cái bánh burger, nó có thịt gà, rồi nó có nước uống này nọ nữa. Thì có vẻ như cái phần ăn 5 đô la đó đã khá là thành công, cho nên là công ty sẽ tiếp tục mở rộng cái phần ăn đó. Thì với cái chiến lược đó thì những nhà phân tích có vẻ như là thấy rằng á, là số lượng người và công ty sẽ tập trung vào cái giá trị, ở đây là người ta sẽ tập trung vào value in different ways, và họ sẽ tăng thêm những cái thức ăn mới, những cái thực đơn mới trong cái thực đơn của họ. Và hy vọng rằng là với những cái thực đơn mới như vậy, họ sẽ thu hút được nhiều người hơn. Thì có vẻ như là những cái dấu hiệu ban đầu á cho thấy là cái số lượng khách đến với cửa hàng McDonald's đang tăng ngược trở lại, cho nên là các nhà phân tích này đã tăng cái giá cổ phiếu mà họ tin là McDonald's sẽ đạt được lên đến 320 đô la, từ cái mức hiện giờ là khoảng 278 79 đô la mỗi cổ phiếu. Thì như vậy nó vẫn tăng trưởng được khoảng 20% trong khoảng một năm tới nếu như mà cái mức này nó đạt được. Bản thân mình á, thì mình nghĩ á, đây cũng là một cái lúc tốt để mà xem xét cái cổ phiếu này, bởi vì mình nghĩ á, là ở Mỹ á, những cái hàng hóa mà nó có giá trị tốt, giá rẻ và chất lượng tốt thì khi nào nó cũng bán được cả, khi nào nó cũng có khách hàng cả. Các bạn cứ nhìn thấy Walmart và Costco đi, cái chiến lược của nó rất là đơn giản, giá tốt và chất lượng tốt, cho nên là nó khi nào cũng tăng trưởng một cách rất là tốt cả. Đặc biệt là Costco, Walmart thì nó cũng tăng trưởng tốt tương tự như vậy. Mình nghĩ một trong những cái công ty mà có tiềm năng là McDonald's, bởi vì cái cuộc sống của Mỹ và người Mỹ á, nó có rất là nhiều các cái khách hàng ở cái mức thu nhập thấp, và nếu như bạn tạo được một cái giá trị và làm người ta tin rằng á, là cái giá trị của bạn nó cao hơn, cái giá trị của bạn nó tốt hơn và giá của bạn nó rất là vừa phải, thì người ta sẽ đến cửa hàng của bạn. Và khi người ta đến cửa hàng của bạn á, với một cái mức giá rất là tốt như vậy, thì người ta sẵn sàng chi thêm tiền cho những cái mặt hàng khác, cho nên là cái tổng giá trị mà người ta chi tiền trong cái cửa hàng của bạn nó cũng sẽ cao hơn là cái mức bạn dự kiến ban đầu. Cho nên là nó có những cái tác động mà mình gọi là spillover effect, tức là McDonald's chỉ bán một cái suất ăn giá 5 đồng thôi, nhưng mà khi người ta đến là bởi vì người ta muốn mua cái suất ăn giá 5 đồng đấy, và đến khi người ta ở đó rồi á, thì người ta lại chi thêm nhiều tiền, cho nên người ta sẽ chi 10 15 đồng cho một cái lần đến McDonald's như vậy. Thì các bạn, đối với McDonald's á, thì họ vừa kéo được người đến nhiều hơn, bởi vì là với một cái giá trị chỉ 5 đồng, nhưng mà để cái người đến đó rồi thì cũng sẽ tiêu tiền nhiều hơn nữa, cho nên là hai cái đó nó sẽ thành một cái double effect giúp cho doanh thu và lợi nhuận của nó tăng trưởng rất là nhiều. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là mình nghĩ là những cái cải tiến về mặt robot á, về mặt automation á, thì những cái chi phí của các cái cửa hàng McDonald's càng ngày nó lại càng được khắc phục. Khi mà người ta đưa các cái con robot vào để hoạt động trong các cái cửa hàng McDonald's thì nó sẽ giảm được chi phí rất là nhiều, và nó cũng tăng được lợi nhuận rất là lớn nữa, bởi vì nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ hiệu quả hơn. Thì mình nghĩ trong tương lai á, thì những cái công ty như thế này nó sẽ có khả năng tăng trưởng. Và đây á, từ đầu năm đến giờ nó đã giảm mức là gần từ đầu năm đến giờ nó đã giảm khá nhiều rồi, nó đã giảm 3% rồi. Thì là mình nghĩ cái cơ hội mà nó tăng lên lại là có, đặc biệt là nếu như mà tình hình kinh tế nó càng ngày càng khó khăn ở Mỹ. Thì đó là cổ phiếu McDonald's. Mình chỉ phân tích như vậy, nhưng mà mình thật ra là cũng không hào hứng lắm với những cái cổ phiếu McDonald's như thế này. Không biết trong cộng đồng của mình thì có bạn nào hào hứng với những cái cổ phiếu này hay là không. Nếu mà các bạn hào hứng và muốn mua thêm các cái cổ phiếu này thì nhớ chia sẻ vào một comment giúp cho mình nha. Alright, và hai cái mẫu tin cuối cùng mình muốn chia sẻ là GM. Như các bạn biết, GM là một trong những cái công ty sản xuất xe hơi lớn hàng đầu ở Mỹ. Thì ngày hôm nay nó đã tuyên bố là nó sẽ sa thải 1.000 nhân viên lập 1.000 software engineer, 1.000 người làm việc trong cái lĩnh vực software ở công ty này. Và những cái người này là salary, tức là nhân viên làm việc full time và có cả cái benefit. Thì như các bạn biết, GM gần đây á, thì nó bắt đầu mở rộng để phát triển các cái EV, tức là electric vehicle. Thì để phục vụ cho cái việc phát triển đó thì nó có
tuyển một cái người tên là Mike Abbott, và người này trước đây là một cái người executive của Apple. Nó tuyển người này vào năm 2023 để mà dẫn đầu cái nhóm software development effort này. Và gần đây thì ông này đã rời GM vì một cái lý do sức khỏe gì đó, và GM tái cấu trúc lại nguyên cả cái nhóm này và quyết định sa thải khoảng 1.000 người nhân viên ở đây. Và một phần lớn những cái người mà được bị sa thải ở đây thì nằm ở Mỹ, mặc dù là cái team này thì nó nằm ở toàn cầu, nhưng mà cái số lượng người phần lớn được bị sa thải thì nằm ở Mỹ và nằm ở cái nhà máy GM Tech Campus nằm ở gần Detroit. Thì đây có vẻ như là một cái tin vừa tốt vừa xấu cho GM. Sa thải như vậy thì GM sẽ tiết kiệm được các cái chi phí, cắt giảm chi phí, và hiện giờ thì GM đang ở trong một cái chiến dịch để cắt giảm 2 tỷ cắt giảm chi phí đến 2 tỷ đồng. Thì đây cũng là trong một cái đợt mà GM muốn cắt giảm những cái người để giảm chi phí và nâng cao lợi nhuận cho những cái nhà shareholder như mình và bạn. Nhưng mà một bên cạnh đó thì cũng cho thấy rằng á, là cái nỗ lực GM đi vào thị trường EV có vẻ như là không có được kết quả như mong đợi, cho nên là nó vẫn gặp khó khăn, nó đầu tư rất là nhiều, và bây giờ thì nó thấy cả cái khoản đầu tư đó có vẻ như là chưa có những cái kết quả tương ứng, cho nên nó phải cắt giảm để giảm chi phí, thu hẹp lại cả cái khoản đầu tư này. Và GM gặp khó khăn trên thị trường EV á, thì cũng có thể xem như vậy, thì có vẻ như là Tesla cũng gặp Tesla sẽ thành công bởi vì GM là đối thủ cạnh tranh của nó. Nhưng mà mình nghĩ á, là GM gặp khó khăn trên thị trường EV này thì nó không phải là cái câu chuyện á, là thị trường nó vẫn tăng trưởng, nhưng mà GM gặp khó khăn thì đối thủ cạnh tranh của nó là Tesla sẽ thành công, hoặc là những cái đối thủ khác sẽ thành công. Nhưng mà mình nghĩ đây là cái câu chuyện là cả cái thị trường EV này nó đang rất là gặp thách thức và khó khăn, cho nên là cả GM và Tesla và những cái công ty sản xuất EV khác đều gặp khó khăn cả. Thì đây là một cái câu chuyện mà nó cũng phản ánh được cái thị trường EV hiện giờ. Tiếp theo á, là hai cái bản tin mà liên quan đến hai người đang tranh cử tổng thống. Thì cái thứ nhất là bà Harris, thì bà này cái campaign của bà này đã nói á, là bà sẽ tăng cái thuế suất cho doanh nghiệp lên đến 28% vào năm 2026 á, lúc mà cựu tổng thống Trump vẫn đang là tổng thống á, thì ông giảm cái mức này từ 35% xuống còn 21%. Nhưng mà bà Harris bà nói nếu mà bà thắng trong tháng 11 tới đây thì bà sẽ tăng từ 21% lên 28%, trong khi nếu mà Trump mà thắng thì ông sẽ tiếp tục giữ ở cái mức 21%. Trước đây ông đã cắt từ 35% lên 21%, thì ông nghĩ là ông sẽ tiếp tục giữ cái mức đó. Trong cái thông báo mà bà sẽ tăng lãi suất cho doanh nghiệp từ 21% lên 28% á, thì bà nói đây là cái cách mà để có thể thu thêm được nhiều nguồn doanh thu để cải thiện cái tình hình thâm hụt của ngân sách của chính phủ Mỹ. Và đây là một cái khó khăn có thật. Chính phủ Mỹ hiện nay là đang rất là thâm hụt ngân sách, và đến một lúc nào đó họ phải có những cái biện pháp cụ thể để họ có thể giảm chi phí và tăng doanh thu. Và tăng doanh thu lớn nhất của Mỹ là tăng thuế, cho nên là họ sẽ tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28% để đạt được cái chuyện đó. Là tất nhiên cái chuyện này thì có rất là nhiều doanh nghiệp là sẽ không hài lòng, bởi vì là họ tăng cái thuế suất lên như vậy thì là cái phần tiền lời mà doanh nghiệp còn giữ lại được á, nó sẽ giảm đi, và nó sẽ ảnh hưởng đến những cái khoản tái đầu tư cũng như là chia lãi suất cho các cái nhà đầu tư. Thì đây là một cái vấn đề mà nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh tế và chứng khoán Mỹ trong những năm tới. Bà thì cũng muốn á, là sẽ tăng thuế cho những cái hộ gia đình mà có thu nhập cao hơn 400 ngàn, là một cái mức thu nhập rất là cao, bởi vì mình nghĩ ở Mỹ một mức thu nhập khoảng 200-300 ngàn là đã rất là cao rồi. Nhưng mà những hộ gia đình với mức thu nhập cao hơn 400 ngàn á, thì trong cái chiến lược thuế của bà cũng sẽ tăng thuế trên cái hộ gia đình như vậy. Còn những cái hộ gia đình mà thu nhập dưới 400 ngàn thì sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Hy vọng á, là cộng đồng của mình là toàn là những người có cái mức thu nhập, hoặc là hầu hết là có mức thu nhập dưới 400 ngàn, cho nên cộng đồng của mình sẽ không bị ảnh hưởng gì nếu như cái bà Harris này thành công. Còn nếu như mà Trump thành công á, thì tất cả các cái mức thuế xuất hiện giờ đều giữ nguyên. Thậm chí là mình nghĩ cái nhóm mà rất là giàu, thu nhập của họ trên một vài triệu một năm á, thì có nhiều khi lại còn được giảm thuế nhiều hơn nữa. Thì đó là chiến lược của thuế của bà Harris. Còn ông Trump ngày hôm nay thì ông cũng tuyên bố á, là ông sẽ kết thúc
một cái credit mà hiện giờ đang cho những cái người mua xe EV trị giá là 7.500. Mình biết trong cộng đồng của mình thì cũng rất là nhiều người mua xe EV và sau đó thì claim lại được cái phần thuế 7.500, thì cái này nó sẽ chấm dứt khi nếu mà trong 9 tháng. Và ông ngoài cái này là một cái chính sách rất là ridiculous, rất là lỗ bịch, và ông sẽ kết thúc cái chuyện đó. Trong cái buổi nói chuyện mà ngày hôm nay khi ông tuyên bố như vậy á, thì ông cũng nói nếu mà ông được bầu cử vào tháng 11 thì ông sẽ mời Elon Musk để làm trong cabinet của ông, hoặc là trong một cái advisory role, tức là trong một cái vai trò tư vấn nào đó nếu mà ông Elon Musk cũng muốn làm. Thì đó là cái câu chuyện mà mình nghĩ là nhiều người cũng đã biết ở trên thị trường, ở tình hình chính trị hiện tại. Trump với lại Elon Musk thì khá là thân nhau, và hai ông này cũng đã nói chuyện nhiều lần, và Elon Musk cũng đã chính thức ủng hộ Trump và tài trợ cho cái campaign của ông, tài trợ thông qua các cái channel gián tiếp chứ không phải tài 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 trợ trực tiếp vào trong cái campaign của Trump. Alright, như vậy là mình đã chia sẻ hết với các bạn tất cả các cái bản tin của ngày hôm nay. Hy vọng các bạn thích cái bản tin này. Nếu các bạn thích cái bản tin này thì nhớ bấm cho mình một nút like. Nếu các bạn có câu hỏi gì hoặc là những cái chia sẻ gì thì việc vào một comment giúp cho mình. Nếu các bạn theo dõi channel của mình một thời gian rồi và đã có được những cái lợi ích tốt từ channel của mình, đặc biệt là những cái lợi ích kinh tế, thì hy vọng các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên kim cương của mình để thứ nhất là ủng hộ mình thêm, nhưng mà thứ hai quan trọng hơn á là để có được nhiều hơn nữa những cái lợi ích độc quyền mà mình dành cho các bạn hội viên kim cương. Từ những cái khóa học cũng như là những cái bài phân tích chuyên sâu hàng ngày của mình. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì hy vọng các bạn sẽ bấm đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Chào tạm biệt. Have a good night. Bye bye.